cô chào các em. Hôm nay chúng ta bước vào chương trình học trực tuyến bộ môn ngữ văn chính, phân môn tiếng Việt. Tiết 3. Các phương châm hội thoại. Mục tiêu cần đạt ở bài này, cô sẽ giúp các em nắm được nội dung phương châm về lượng, phương châm về chất, phương châm quan hệ, phương châm cách thức và phương châm lịch sự. Biết vận dụng những phương châm này trong giao tiếp. Tiến trình bài giảng. 1. Kiểm tra bài cũ. Vì đây là tiết đầu tiên tiếng Việt trong chương trình ngữ văn chính học kỳ 1. Do vậy, các em đã xem trước bài ở nhà. Giờ đây, chúng ta cùng bước vào bài mới. Các em thân mến, ông bà ta thường nói, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Quả thật, trong giao tiếp, có những quy định không được nói ra thành lời. Nhưng khi giao tiếp, chúng ta cần tuân thủ. Nếu không, thì dù câu nói không mắc lỗi gì về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, giao tiếp cũng sẽ không thành công. Điều đó sẽ được thể hiện trong bài học hôm nay, các phương châm hội thoại. Trước hết, ta cùng tìm hiểu qua đề bài. Phương châm là những quy định, quy ước được tuân thủ. Hội thoại là hình thức giao tiếp bằng ngôn ngữ giữa hai hay nhiều người. Mục đích là để cuộc giao tiếp diễn ra thành công với tính chất ngắn gọn và ngầm hiểu. Giờ đây, ta bước vào bài mới. Các em quan sát trên màn hình. Nếu thấy hình cây viết, tức là chúng ta sẽ chép vào vở. Một la mã phương châm về lượng. Các em cùng cô quan sát. Ví dụ 1 trong sách giáo khoa trang 8. Đây là cuộc hội thoại giữa hai nhân vật An và Ba. An: cậu có biết bơi không? Biết chứ, thậm chí còn bơi giỏi nữa. An: cậu học bơi ở đâu vậy? Ba: dĩ nhiên là ở dưới nước chứ còn ở đâu. Khi An hỏi cậu học bơi ở đâu, ý muốn hỏi điều gì? Thưa, đó là địa điểm cụ thể, có thể là bể bơi, sông, hồ. Vậy câu trả lời của ba ở dưới nước có đáp ứng điều An muốn biết không? Thưa không, vì thông tin không giải đáp được thắc mắc của An. Bởi thông tin cung cấp ai ai cũng biết, bơi là một hoạt động di chuyển trong nước hoặc trên mặt nước bằng cử động của cơ thể. Đó là điều hiển nhiên. Vậy theo em, ba nên trả lời như thế nào? Mình học bơi ở câu lạc bộ Lan Anh. À, ở Hồ Kỳ Đồng. Qua đó, ta có thể rút ra bài học gì? Thưa, khi giao tiếp, không nên nói ít hơn những gì mà người nghe muốn biết. Chúng ta cùng quan sát ví dụ 2, sách giáo khoa, trang 9. Văn bản, lợn cưới áo mới. Có anh tính hay khoe của, một hôm may được cái áo mới, liền đem ra mặc, rồi đứng hóng ở cửa. Đợi có ai đi qua, người ta khen. Đứng mãi từ sáng đến chiều, chả thấy ai hỏi cả, anh ta tức lắm. Đang tức tối, chợt thấy một anh tính cũng hay khoe, tức tưởi chạy đến hỏi to. Bác có thấy con lợn cưới của tôi chạy qua đây không? Anh kia liền giơ ngay vạt áo ra, bảo: từ lúc tôi mặc cái áo mới này,
Tôi chẳng thấy con lợn nào chạy qua đây cả. Cả hai câu này có đáp ứng được yêu cầu người nghe hay không? Thưa có, nhưng thông tin lại thừa. Ở đây, câu họ trên, thừa từ cưới. Ở câu trả lời phía dưới, từ lúc tôi mặc cái áo mới này. Câu hỏi và câu trả lời đều thừa thông tin. Bởi người hỏi chỉ cần hỏi, bác có thấy con lợn của tôi chạy qua đây không? Và người trả lời chỉ cần nói, từ nãy tôi chẳng thấy con lợn nào chạy qua đây cả. Vậy em biết vì sao chuyện này lại gây cười chưa? Bởi cả hai đều thể hiện sự khoe khoang và vi phạm phương châm về lượng. Vậy qua các ví dụ trên, em hiểu cần phải tuân thủ yêu cầu gì khi giao tiếp? Thưa, không nên nói nhiều hơn những gì cần nói. Và khi giao tiếp, chúng ta cần nói có nội dung và nội dung sẽ không thiếu, không thừa. Đó là chúng ta đã tuân thủ phương châm về lượng. Để củng cố lại kiến thức vừa học, chúng ta cùng thực hành bài tập 1, trang 10. A. Trâu là một loài gia súc nuôi ở nhà. Ở câu này, chúng ta dễ dàng nhận ra nuôi ở nhà đó là thừa thông tin. Vì gia súc đã hàm chứa nghĩa là vật nuôi trong nhà. B. Én là một loài chim có hai cánh. Có hai cánh là thừa thông tin, bởi tất cả các loài chim đều có hai cánh. Chúng ta cùng bước sang phần hai la mã phương châm về chất. Phần 1, ví dụ, chúng ta sẽ tìm hiểu qua câu chuyện ở sách giáo khoa trang 9 và 10. Câu chuyện quả bí khổng lồ. Hai anh chàng đi qua một khu vườn trồng bí. Một anh thấy quả bí to, kêu lên: "Cha, quả bí kia to thật." Anh bạn có tính hay nói khoác, cười mà bảo rằng: "Thế thì đã lấy gì làm to? Tôi đã từng thấy những quả bí to hơn nhiều. Có một lần tôi tận mắt trông thấy một quả bí to bằng cả cái nhà đằng kia kìa." Anh kia nói ngay: "Thế thì đã lấy gì làm lạ? Tôi còn nhớ một bận tôi trông thấy một cái nồi đồng to bằng cả cái đình làng ta." Anh nói khoác ngạc nhiên hỏi: "Cái nồi ấy dùng để làm gì mà to vậy?" Anh kia giải thích: "Cái nồi ấy dùng để luộc quả bí anh vừa nói ấy mà." Anh nói khoác biết bạn chế nhạo mình, bèn nói lảng sang chuyện khác. Vậy qua câu chuyện trên, chúng ta thấy phê phán điều gì? Thưa, đó là tính nói khoác. Vậy trong giao tiếp, chúng ta cần tránh điều gì? Thưa, có hai điều. Thứ nhất là không nên nói những điều mà mình không tin là đúng sự thật. Hay nói cách khác là ta không nên nói những gì trái với điều mà ta nghĩ. Thứ hai là trong giao tiếp, đừng nói những điều mà mình không có bằng chứng xác thực, chưa có cơ sở để xác định đúng. Nếu cần nói thì phải báo cho người nghe biết tính xác thực chưa được kiểm chứng. Ví dụ, khi thầy cô hỏi: "Hôm nay sao bạn lớp trưởng lại nghỉ học?" Thì ta có thể trả lời:
Thưa thầy, hình như bạn ấy bị ốm ạ. À. Từ hình như, từ có lẽ, từ nghĩ, vân vân, sẽ giúp người nghe hiểu thông tin được đưa ra chưa chắc chắn, chưa đúng với thực tế. Và đó chỉ là những suy nghĩ, những cảm quan của người nói. Và để hiểu rõ hơn, chúng ta cùng thực hiện bài tập 2, trang 10 và 11. A. Nói có căn cứ chắc chắn, đó là nói có sách, mắt có chứng. B. Nói sai sự thật một cách cố ý nhằm che giấu điều gì đó là nói dối. C. Cách nói hú hoặc không có căn cứ là nói mò. D. Nói nhảm nhí, vu vơ là nói nhăng, nói cuội. E. Nói khoác lác, làm ra vẻ tài giỏi hoặc nói những chuyện bông đùa, khoác lác cho vui là nói trẹt. Các từ ngữ trên A, B, C, D, E đều chỉ những cách nói liên quan đến một phương châm hội thoại đã học. Đó là phương châm hội thoại nào? Thưa, đó là phương châm về chất. Chúng ta bước sang phần ba la mã, phương châm quan hệ. Cùng quan sát với cô, ví dụ sách giáo khoa trang 21. Trong tiếng Việt có các thành ngữ ông nói gà, bà nói vịt, dùng để chỉ tình huống hội thoại như thế nào? Thưa, mỗi người nói về một đề tài không ăn khớp nhau, không hiểu nhau. Vậy em cho biết điều gì sẽ xảy ra nếu xuất hiện những tình huống hội thoại như vậy? Thưa, con người sẽ không giao tiếp với nhau được và những hoạt động của xã hội sẽ trở nên rối loạn. Và từ đó, ta có thể khẳng định khi giao tiếp, cần nói đúng và đề tài đang đề cập, tránh nói lạc đề. Qua hai hình ảnh này, em hãy tìm cho cô một thành ngữ tương ứng. Ta dễ dàng nhận ra, đó là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Chúng ta cùng bước sang phần 4 la mã, phương châm cách thức. Cùng quan sát ví dụ một cùng cô, sách giáo khoa trang 21. Thành ngữ dây kè ra xây múa. Dùng để chỉ những cách nói như thế nào? Thưa, nói dài dòng, rườm rà. Thành ngữ thứ hai, lúng búng như ngậm hột thị. Dùng để chỉ cách nói như thế nào? Thưa, nói ấp úng, không thành lời, không rành mạch. Vậy những cách nói đó ảnh hưởng như thế nào đến giao tiếp? Thưa, những cách nói đó làm người nghe khó tiếp nhận hoặc tiếp nhận không đúng nội dung được truyền đạt. Rõ ràng, điều đó làm cho giao tiếp không đạt kết quả mong muốn. Vậy qua đó, ta có thể rút ra được bài học gì trong giao tiếp? Thưa, trong giao tiếp, cần chú ý đến cách nói ngắn, gọn và rành mạch. Để hiểu rõ, chúng ta cùng quan sát một bài tập bổ sung.
cùng đọc với cô. Anh đầy tớ. Nhà nọ có anh đầy tớ chăm chỉ, nhưng mỗi một cái tội nói năng không nên hồn, nên thường mất lòng chủ. Một lần, ông chủ sai anh ta đi đưa thư cho người bà con trên tỉnh. Anh này để phong thư vào túi rồi lên đường. Khi gặp được người bà con kia, anh ta chào hỏi lễ phép, rồi sờ túi lấy thư mà không thấy. Anh sợ hãi vô cùng, run rẩy chắp tay nói: "Thưa ông, bẩm ông chủ con, bẩm ông chủ sai con, mất rồi ạ." Người bà con tái mặt, hỏi lại một hồi mới hiểu rõ câu chuyện. Về nhà, ông chủ trách mắng và dặn lần sau anh nói phải có đầu, có đuôi. Anh ta hết sức vâng dạ. Hôm sau, ông chủ đang hút thuốc thì tàn thuốc rơi vào áo, khiến nó bị cháy. Anh này thấy vậy, toàn hét lên, thì nhớ lời ông chủ dặn tối qua. Anh chắp tay kính cẩn thưa: "Thưa ông, con tầm nhã ra tơ. Người ta bán tơ cho thợ dệt ra vải. Ông mua vải về may thành áo. Hôm nay, ông mặc áo, ông hút thuốc. Tàn thuốc rơi vào áo ông, và áo ông đang cháy." Qua câu chuyện trên, theo em, cách nói chuyện của anh đầy tớ đã gây ra tác hại gì? Thưa, anh đầy tớ có những câu nói đã gây ra hiểu lầm. Qua câu nói: "Thưa ông, bẩm ông chủ con, bẩm ông chủ sai con, mất rồi ạ." Là cách nói ấp úng, mơ hồ, lúng túng, không thoát ý. Và câu nói thứ hai: "Thưa ông, con tầm nhã ra tơ. Người ta bán tơ cho thợ dệt ra vải. Ông mua vải về may thành áo. Hôm nay ông mặc áo, ông hút thuốc. Tàn thuốc rơi vào áo ông, và áo ông đang cháy." Là một câu nói dài dòng, rườm rà. Và tác hại đã gây ra hiểu lầm. Vậy câu thành ngữ nào phù hợp với cách nói chuyện của anh đầy tớ? Nếu câu nói ấp úng, mơ hồ, lúng túng, không thoát ý, thì câu thành ngữ tương ứng phù hợp đó là lúng búng như ngậm hột thị. Nếu câu nói dài dòng, rườm rà, thì phù hợp với câu thành ngữ vây cà ra xây muống. Vậy qua câu chuyện trên, mỗi chúng ta sẽ rút ra bài học trong giao tiếp. Chúng ta cần chú ý nói ngắn gọn, rành mạch và tránh cách nói mơ hồ. Chúng ta cùng quan sát tiếp ví dụ số 2 ở sách giáo khoa trang 22. Có thể hiểu câu nói sau đây theo mấy cách. Chú ý, cách hiểu tùy thuộc vào việc xác định tổ hợp. Cô xin lỗi, cách hiểu tùy thuộc vào cách xác định tổ hợp từ của ông ấy bổ nghĩa cho từ ngữ nào. Tôi đồng ý với những nhận định về chuyện nắng của ông ấy. Ta có thể hiểu theo hai cách. Cách một, tôi đồng ý với những nhận định của ông ấy về chuyện nắng. Cụm từ của ông ấy sẽ bổ nghĩa cho nhận định. Ta có thể hiểu ông ấy là người đưa ra nhận định và nhân vật tôi đồng ý với nhận định của ông ấy. Cách số 2,
Tôi đồng ý với những nhận định của các bạn về chuyện ngắn của ông ấy. Cụm từ của ông ấy sẽ bổ nghĩa cho chuyện ngắn. Và ở cách hai ta có thể hiểu, ông ấy là người viết chuyện ngắn và tôi đồng ý về những chuyện ngắn của ông ấy. Vậy, nếu ta nói hai cách trên đều đúng là không chính xác. Vì khi nói, ta còn phải dựa vào hoàn cảnh. Do vậy, khi giao tiếp hay khi làm bài, ta tránh cách nói mơ hồ về ý nghĩa và làm cho người nghe không hiểu ý nghĩa câu nói. Chúng ta sang phần cuối cùng. Năm la mã, phương châm lịch sử. Cùng quan sát ví dụ 1 ở sách giáo khoa trang 22. Câu chuyện người ăn xin. Một người ăn xin đã già, đôi mắt ông đỏ hoe, nước mắt ông giàn giụa, đôi môi tái nhợt, áo quần tả tơi, ông chìa tay xin tôi. Tôi lục hết túi nọ đến túi kia, không có lấy một xu, không có cả khăn tay, chẳng có gì hết. Ông vẫn đợi tôi chẳng biết làm thế nào. Bàn tay tôi run run nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của ông. Xin ông đừng giận cháu, cháu không có gì cho ông kể. Ông nhìn tôi chăm chăm, đôi môi nở nụ cười. Cháu ơi, cảm ơn cháu, như vậy là cháu đã cho lão rồi. Khi ấy, tôi chợt hiểu ra, cả tôi nữa, tôi cũng vừa nhận được một cái gì đó của ông. Qua câu chuyện, chúng ta thấy vì sao ông lão ăn xin và cậu bé trong chuyện đều cảm thấy như mình đã nhận được từ người kia một cái gì đó. Thưa, tuy cả hai người đều không có của cải tiền bạc gì, nhưng cả hai đều cảm nhận được tình cảm mà người kia đã dành cho mình, đặc biệt là tình cảm của cậu bé đối với ông lão ăn xin. Đối với một người ở vào hoàn cảnh bần cùng, đã già, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt giàn giụa, đôi môi tái nhợt, quần áo tả tơi, cậu bé đã không hề tỏ ra khinh miệt xa lánh, mà vẫn có thái độ và lời nói hết sức chân thành, thể hiện sự tôn trọng và quan tâm đến người khác. Vậy từ câu chuyện trên, em có thể rút ra bài học gì? Thưa, trong giao tiếp, dù địa vị xã hội và hoàn cảnh của người đối thoại như thế nào đi nữa, thì người nói cũng phải chú ý đến cách nói tôn trọng đối với người đó. Không nên vì cảm thấy người đối thoại thấp kém hơn mình mà dùng những lời lẽ thiếu lịch sự. Các em thân mến, cô và các em vừa tìm hiểu xong các phương châm hội thoại. Giờ đây, để hiểu rõ thêm tất cả những thông tin chúng ta vừa tìm hiểu, chúng ta bước sang phần luyện tập 6 la mã. Bài tập 1, trang 23. Cha ông ta đã khuyên dạy mọi người qua những câu tục ngữ. A. Lời chào cao hơn mâm cỗ, tức là cần phải chào hỏi. B. Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Trong giao tiếp, chúng ta cần lựa lời nói cho nhẹ nhàng. C. Kim vàng ai nỡ uống câu, người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời.
nói năng nhẹ nhàng, lịch sự, nhã nhặn. Ở đây, các em lưu ý uốn câu có nghĩa là uốn thành chiếc lưỡi câu. Nghĩa của câu là không ai dùng một vật quý, một chiếc kim bằng vàng để làm một việc không tương xứng với giá trị của nó, uốn thành chiếc lưỡi câu. Một số câu ca dao tục ngữ có nội dung tương tự. Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng, dễ nghe. Vàng thì thử lửa thử than, chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời. Chẳng được miếng thịt miếng xôi, cũng được lời nói cho nguôi tấm lòng. Một câu nhịp là 9 câu lành. Bài tập 2, trang 23. Phép tu từ nói giảm nói tránh liên quan trực tiếp tới phương châm lịch sự. Ví dụ, khi bạn rớt 2 môn, chúng ta sẽ nói tớ bị vướng 2 môn. Giờ đây, cô cùng các em sẽ tổng hợp lại các phương châm hội thoại. Các phương châm hội thoại đầu tiên là phương châm chi phối nội dung hội thoại. Thứ hai, đó là phương châm chi phối quan hệ giữa các cá nhân. Ở phương châm chi phối nội dung hội thoại gồm có các phương châm về lượng, về chất, về quan hệ, về cách thức. Ở phương châm chi phối các quan hệ giữa các cá nhân, đó là phương châm lịch sự. Nếu phương châm chi phối nội dung hội thoại, thì sẽ đặt ra các câu hỏi đúng, sai, hiểu hoặc không hiểu. Và phương châm chi phối quan hệ giữa các cá nhân có thể là quan hệ tôn trọng, quan hệ về thứ bậc. Giờ đây là phần ghi bảng cô tổng hợp lại. Các em cùng kiểm tra và xem mình có chép đủ chưa ở phần bài học. Chúng ta chép một số hướng dẫn về nhà. Các em sẽ xem lại bài học và hoàn tất những bài tập còn lại ở sách giáo khoa, trang 11, trang 23, 24 và tất cả các bài các em làm ở vở bài tập. Các em xem trước bài các phương châm hội thoại. Tiếp theo, chúng ta soạn những câu hỏi ở sách giáo khoa, trang 36, 37 và 38. Các em thân mến, cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Cô hẹn gặp lại các em trong những tiết học tiếp theo. Chúc các em luôn khỏe để theo dõi và học bài trực tuyến cho tốt nhé. Thân ái, chào các em.